Sức mạnh của công ty Đông Ấn Anh đã sánh ngang với sức mạnh của Vương quốc Anh. Cho đến ngày nay, cái tên công ty Đông Ấn vẫn còn tồn tại trong tâm trí nhiều người. Nó quan trọng đến mức người ta xem nó là một cường quốc thương mại, chứ không phải là một công ty đơn thuần. Nó từng sử dụng hàng chục nghìn lao động người Anh cũng như người Ấn Độ, và người đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển vượt bậc của nó chính là Robert Clive. Chúng ta đều biết Ấn Độ từng là thuộc địa của Anh. Vào buổi bình minh của thế kỷ 17, tiểu lục địa Ấn Độ được biết đến với cái tên Đông Ấn, là xứ sở của các loại gia vị, vải vóc và những xa xỉ phẩm, được những người châu Âu coi như một vùng đất có tiềm năng vô hạn. Vào năm 1600, một nhóm doanh nhân người Anh đã thỉnh cầu nữ hoàng Elizabeth đệ nhất ban cho họ đặc quyền được thay mặt cho hoàng gia đi đến Đông Ấn để giao dịch độc quyền về thương mại. Các thương nhân đã bỏ ra gần 70.000 bảng để tài trợ dự án kinh doanh này, và thế là công ty Đông Ấn ra đời. Khi những sự kiện này đang diễn ra, Robert Clive đang sống một cuộc sống bất hạnh ở Anh. Khi đến Ấn Độ vào năm 1744, ông là một thiếu niên, không có gì mang theo ngoài nợ nần và bộ quần áo rách rưới. Nhưng vận may đã đến, ông chính là người đã thay đổi cuộc chơi. Sau khi gia nhập quân đội, Robert Clive đã giúp cho người Anh chiến thắng những trận chiến không thể khó khăn hơn. Hai trong số những chiến thắng quan trọng nhất của ông là trận Arcot và Passy. Những chiến thắng này đã mở đường cho công ty Đông Ấn giành được quyền lực trên những vùng đất rộng lớn thuộc lãnh thổ Ấn Độ ngày nay. Vào năm 1757, công ty Đông Ấn giành được quyền kiểm soát toàn bộ chính quyền của đế quốc Mughal. Robert Clive, người lãnh đạo quân đội gồm 3.000 người của công ty, trở thành thống đốc Bengal, bắt đầu tiến hành thu thuế hàng hóa và thuế hải quan. Số tiền này sau đó được sử dụng để mua hàng hóa của Ấn Độ và xuất khẩu sang Anh. Công ty này đã gây dựng một đế chế riêng, sau đó đẩy Pháp lẫn Hà Lan ra khỏi tiểu lục địa Ấn Độ. Công ty Đông Ấn hùng mạnh đến mức nó đã cai trị Ấn Độ trong vài thập kỷ. Ngay cả sau khi Clive qua đời, quyền lực và ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí còn tăng cường kiểm soát các cảng lớn, tàu và những công ty bảo hiểm. Không chỉ là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của những người Anh giàu có vào thời điểm đó, công ty Đông Ấn còn duy trì một đội quân với hơn 100.000 quân. Trên thực tế, vào năm 1757, nó đã trở nên mạnh mẽ đến mức Quốc hội Anh phải cảnh giác về ảnh hưởng của nó. Để đảm bảo an toàn, Quốc hội đã thiết lập một đạo luật đưa công ty vào hệ thống kiểm soát chặt chẽ của Vương quốc Anh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast tại kênh Sách Tinh Gọn. Để đọc và nghe nội dung tinh gọn của hàng nghìn quyển sách khác, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn tại website sachtinhgon.com hoặc tìm kiếm từ khóa Sách Tinh Gọn trên App Store và CH Play. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.